Rồi, xin chào tất cả anh em một lần nữa đã quay trở lại xem kênh YouTube của Tuấn Moto. Và hôm nay Tuấn Moto thể giới thiệu cho anh em con xe đang để ngoài quê. Con này thì Tuấn Moto bán ra với cái giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Anh em nào mua thì liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 nha, 669-359. Hoặc anh em nào chưa đăng ký kênh, anh em chỉ khó bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau. Còn anh em nào đăng ký kênh thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ lên trang Facebook ha, để nhiều người cần mua những xe như vậy với giá rẻ thì liên lạc cho em. Con này thì biển số thành phố ha, giấy tờ chính chủ Tuấn Moto đứng tên luôn. Con này thì hiện tại bên em bán ra với cái giá là 6,5 triệu ha, vì dịch cũng tốn thế quá nên thành ra bán. Anh em nào mua thì liên lạc cho em nha. Con này thì đồ đạc nó cũng rất là đẹp, ốc vít nhìn cũng rất là sạch sẽ luôn ha. Vỏ nè, vỏ gì đây em cũng không biết nữa, nhà này chắc cũng vỏ xịn đây. Vỏ tốt, ớt sơn này thì rửa ra nó cũng còn mới lắm, vì xe để ngoài quê ha nên thành ra nó không có rửa ráy gì nhiều, đa số là đi với đường đất ha nên xe nó cũng vậy là quá tuyệt vời luôn. Anh em nào chưa đăng ký kênh ha, anh em chỉ khó bấm đăng ký kênh nha, để theo dõi video sau em sẽ giới thiệu nhiều xe mô tô cho anh em xem. Còn anh em nào đăng ký kênh là thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ lên Facebook ha, để nhiều người cùng xem, nhiều người cùng tìm mua những xe như vậy rất là hiếm có, rất là ít. Thì bên đây mình chuyên bán mấy xe mô tô thôi. Anh em là mua cái kiển bán luôn nha, cái kiển nghề đồ rất là nhiều, còn đa số cái này là vần thì rất là nhiều, cây đẹp luôn, bonsai nhìn rất là ok. Phần cây này thì bên em bán ra, hiện tại bên em kêu bán với cái giá là 3 triệu ha, cây này 3 triệu nha. Nó nhìn ha, gốc rất là lớn luôn, gốc rất là lớn. Đó, cái kim ự rất là nhiều nha. Đó, cái này nhìn ha, góc quá rất là đẹp. Cây này thì bán giá là cũng 3 triệu luôn, 3 triệu luôn. Quá tuyệt vời luôn, cái vần này giá 3 triệu nha, 3 triệu. Cây trong này nè, cây trong này nè, rất là cao, cao tầm mấy mét luôn. Cây này thì 4 triệu, nằm trong chậu luôn. Rất là nhiều. Cái này là cây xanh vườn cổ thụ cũng có luôn. Xe này thì nhìn rất là rinh nha, rất là rinh ha, năng lượng ha, về rửa nó rất là sạch sẽ ha. Hầu như là không có mỡ, không có sữa gì luôn. Rồi, ruồng của nó là cũng còn nguyên rinh ha. Máy cực kỳ êm, chạy rất là nhẹ. Con này là đời 2008 nha, đời 2008. Giá công nhân luôn. Anh em nào chưa đăng ký kênh á, anh em chịu khó bấm đăng ký kênh ha, để theo dõi nhiều video sau. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh. Còn anh em nào đăng ký kênh thì anh em chia sẻ nha, chia sẻ lên Facebook, Zalo để theo dõi video sau. Anh sẽ giới thiệu rất là nhiều các xe mô tô Rebel 125, 150, 170,
Super Harley 170, Suzuki GZ 150 cũng có luôn, rất là nhiều. Nên anh em bấm đăng ký kênh ha để theo dõi. Con này giá với giá 6,5 triệu thì quá là ok luôn anh em. Đó, nên anh em nào bấm đăng ký kênh thì bên em sẽ bán cho anh em với giá đó. Còn anh em không bán, anh em nhớ bấm đăng ký kênh ha để ủng hộ Tuấn Moto. Thì Tuấn Moto sẽ bán cho anh em với con này với giá là 6,5 triệu. Rất là đẹp. Giấy tờ thì Tuấn Moto đang đứng tên luôn, biển số thành phố. Quá đẹp nha. Rất nhiều cái kiện á, anh em nào mua ship tận nơi luôn. Nó lại với cái giá 6 triệu mấy là quá ok luôn anh em. Cái này anh em bị anh em chạy rất là bền luôn. Mấy cái dòng đời này rất là bền, cực kỳ bền luôn. Kilo của nó hay chắc đứt km rồi. Vì để ở quê nên hồi nãy chắc đất là chỉ trả 9.299 cây. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha để theo dõi video sau. Em sẽ giới thiệu nhiều xe mô tô cho anh em xem nha. Còn video này thì em giới thiệu cho anh em xem chiếc xe AB, còn gọi là Ablat 110 đời đầu, giá sinh viên luôn, công nhân luôn, chỉ có 6,5 triệu thôi. Rồi, em xin chào và anh em lại video sau nha. Video sau em sẽ tung nhiều video mô tô cho anh em xem. Nên anh em nhớ bấm đăng ký kênh giùm em ha.